Tiền đạo bên phía đội bóng Hyundai Ninh Bình đó là Tú Silva. Một đội hình khá quen thuộc. Quang Hải rất nguy hiểm. Một pha đưa bóng vào cột dọc của Quang Hải. Vâng, trời mưa nhưng Quang Hải sút bóng rất tin chân. Quảng Coi bắt duyệt. Câu trả lời đến từ các cầu thủ của đội bóng Hyundai Ninh Bình. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm trước đó của Quang Hải. Một pha dứt điểm bóng đi vào một vị trí rất hiểm hóc. Đang sở hữu một chuỗi cửa hàng rau má. Không biết là hôm nay các anh có mang rau má đây không. Một thức uống rất hot, rất chen. Vâng, đường truyền pha chạm bóng tinh tế của Quang Hải. Quang Hải từ đầu đến giờ thì đang có tổng cộng 11 pha chạm bóng và tất cả đều là những tình huống chạm bóng chính xác, không có một cú nào là truyền sai cả. Đẳng cấp của đội tuyển quốc gia vẫn là như vậy. Đây là Thành Trung. Thành Trung mang áo số 9 và rất có thể trong thời gian tới hoặc sang năm chúng ta sẽ thấy Thành Trung đá vị trí tiền đạo trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải. Vâng. Hai chân của Quang Hải được tính rằng có tốc độ xử lý bóng rất nhanh. Đây rồi. Hải An. Mạnh Ngọc Hà. Quang Hải. Cơ hội. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Vâng, rất nhanh và người lập công cho thủ môn rồi là Khả Thơ và cú đưa bóng vào là của Quang Hải. Rất nhanh chóng các thủ LC đã có lợi thế. Trước đó thì Bình đã không thể tận dụng được tình huống đánh đầu từ quả phạt góc. Và vừa rồi tình huống bàn bật đúng sách giáo khoa rồi. Đây là sách giáo khoa ngữ văn. Đấy. Rất đơn giản. Người đưa bóng vào trong là Quang Hải và Khả Thơ là người đã dứt điểm nhẹ nhàng như xe để hàng thôi. Và đặc biệt là sự chuyện của Quang Hải. Mạnh Ngọc Hà. Và đưa bóng vào trong không thành công hay pha và đã có bàn thắng. Như vậy Tú Silva là người đã ghi bàn và tỷ số là 2-0 thì anh em đã hiểu ý của tôi. Một pha ghi bàn về lưới nhà. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Một pha bóng mà Tú Silva đã hơi lúng túng ngay phía trước khung thành. Và tỷ số trận đấu bây giờ tạm thời là 2-0. Nhưng không thể cú dứt điểm đến từ các cầu thủ Hyundai Ninh Bình. Thành Trung. Mạch Cao Hà. Quang Hải. Pha khống chế rất tự tin của Quang Hải. Tuấn Bẹo. Ngày nay thì Tuấn Bẹo đang đóng vai trò cầu thủ thi đấu thấp nhất. Không được. Quang Hải. Nhưng phải xử lý chúng ta cảm thấy rất sướng từ Quang Hải. Rất đông anh em đang theo dõi cùng cơ mày điểm này và chúng ta vẫn đang được chứng kiến một trận đấu rất chất lượng. Tú Silva. Tú Silva đã gặp ngay một Tuấn Ốc ở ngay phía trước. Quang Hải. Quang Hải đang thực sự đúng nghĩa là chơi bóng và những tình huống cống hiến của Quang Hải. Những pha bóng mà Quang Hải đang tạo cảm hứng cho các đồng đội của mình. Thành Trung không được. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi tình huống tiếp theo. Hải An. Rất hợp lý rồi. Tiếp tục là Hải An, rất bài bản. Vâng. Đúng Barcelona rồi. Vâng. Vâng, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho màn diễn của cả hai đội trong những phút vừa qua các bạn. Rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì những vị khách đến từ Ninh Bình, cầu thủ Hyundai Ninh Bình cũng đã có một món quà mà Tú Silva đã cụ thể hóa bằng việc nâng tỷ số lên 2-0 dành cho cầu thủ LC. Những pha bóng rất hay. Và bây giờ thì ở phía ngoài sân thì Đào Văn Hậu cũng đang cổ vũ cho các đồng đội của mình. Quang Hải không được. Bắt không vào. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm đến từ các cầu thủ bên phía LC. Cường Trắng cũng không có bài ở đây. Không vào. Thêm một cơ hội nữa và vừa rồi thì Văn Duyệt đã không thể thắng được Tuấn Đốc trong một tình huống đối đầu. Trận đấu đã diễn ra với nhiều những cơ hội hơn trong tình huống phối hợp. Như vậy tỷ số bây giờ vẫn đang là 2-0 thưa quý vị. Và đây là Thành Trung. Quá này không được. Và thủ môn có kỹ năng chơi bóng chuyền rất tốt. Cả Thơ. Cả Thơ.
rất bình tĩnh. Tuấn Đông, Quang Hải, thủ LC họ đang rất tự tin bàn bật với nhau. Tiếp tục là Quang Hải phía trên, Khả Thư vẫn còn, vâng, chưa thể đưa bóng vào lưới lần thứ ba, vẫn là cao thủ áo xanh rất hay, tuy nhiên bóng đã không vượt qua được cầu thủ bên phía hàng phòng ngự của cao thủ Huy Đan Ninh Bình. Vẫn là cao thủ Ninh Bình, hay rồi, không thể dứt điểm. Vâng, Quang Hải vẫn là cao thủ LC, không, đường truyền không đến được vị trí của Hải An. Vâng, năm cao thủ áo đỏ đang vây giáp hai cầu thủ áo xanh. Hy vọng với sự góp mặt của thi Coutinho thì anh sẽ tạo ra một thế trận tấn công hiệu quả hơn. Quả coi tình huống đỡ bóng vui một đã hơi lập bập. Vâng, tài xác định có lỗi của Thành Trung. Vâng, Thành Trung có lẽ rằng đang tưởng rằng đang thi đấu với Thái Lan, hơi nhầm một chút, không vấn đề gì cả. Dứt điểm, có lẽ hiệp một thì đề nghị ban tổ chức chúng ta sẽ đưa gôn sân 11 vào để cho hai cầu thủ sút cho thoải mái. Quang Hải, cuộc phản công dành cho cầu thủ LC rất hay, không được, một mình Quang Hải đã tả súng hữu đột trước vòng vây của cầu thủ Huy Đan Ninh Bình. Khả Thơ tiếp tục là Quang Hải, Quang Còi đang di chuyển xuống cánh và cơ hội cú dứt điểm, bóng vẫn từ chối vào lưới. Vâng, không biết là chúng ta sẽ lên thay khung thành hay lên thay bóng đây. Cơ hội dành cho thủ LC, rồi lần này hàng phòng ngự của thủ Ninh Bình đã chơi rất tập trung, vẫn không vượt qua được đôi bàn tay của Tuấn Đông. Thành Trung, vâng, đó là tình huống chuyền của Tuấn Biệu, nhiều khán giả đang mong muốn LC thay thủ môn này, quá hay. LC đang thi đấu nhịp nhàng, họ phòng ngự phản công rất nguy hiểm. Quá hay, đường truyền chính xác dành cho Tuấn Biệu, không được. Vâng, bật bột liên tục, vâng, thêm một cú dứt điểm nữa, vẫn chưa có bàn thắng thứ ba. Cú dứt điểm cuối cùng thuộc về Mạch Ngọc Hà. Chúng ta vừa thấy cao thủ LC làm thơ trên sân cỏ luôn. Quả côi rất hợp lý. Đấy, vâng, đó là tình huống sâu kim luôn. Vâng, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và đó là Tú Silva. Vâng, nếu mà tính về chỉ số thì có lẽ rằng anh đã ghi hai bàn thắng rồi, một bàn vào lưới của LC và một bàn vào lưới đội mình. Đó là tình huống xử lý rất tốt và chính xác, đã có bàn thắng dành cho cao thủ Ninh Bình. Thời điểm này thì họ có thể thi đấu một cách thoải mái hơn.